tôi giới thiệu với các bạn một cái cây hoa. Bạn tôi nó vừa giới thiệu với tôi đây là hoa cây cô đơn các anh em ạ. Đây đây cây hoa cây cô đơn. Đây đây à? Đây à? À cây này. Đây là cây cô đơn à? À tôi tưởng hoa này là hoa cô đơn. Không, hoa này là hoa cánh bướm. Hoa cánh bướm à? Đây hoa cánh bướm à? Tôi tưởng à thì ra nó cô đơn là bởi vì nó chỉ có một mình. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hiện tại mình đang đứng ở công viên Hitachi. Hôm nay mình sẽ đi ngắm hoa chổi. Tức là cái hoa này nó tên là hoa Nokia. Kokia. Cái hoa này tên là hoa Kokia. Tại vì nó hình dáng nó giống cái chổi. Và ngày xưa người ta hái cái hoa đấy để bó lại xong làm cái chổi cho nên nó có một tên khác là tên hoa chổi. Rất là đông ở đây. Mình đang đứng ở ngoài cổng công viên Hitachi. Và đương nhiên khi mà đến đây các bạn sẽ phải mua một cái vé. Và trong đợt này nó đang có một cái lễ hội ngắm hoa cho nên là cái vé này nó tích hợp luôn cả vé xe VIP luôn. Tức là vé xe VIP 2 chiều và vé vào cửa luôn. Thì là nó 1 sen 80 yên. Gần 2 nít. Bây giờ sẽ đi vào cửa nhá. Các bạn thấy rất là đông người đang mua vé đây này. Ôi. Đây là một đội của mình hôm nay. Đây người ta xé mất có một cái miếng này. Đi vào trong cửa thì các bạn sẽ được phát một cái bảng hướng dẫn. Ở đây còn có cả tiếng Việt luôn này. Quá là lịch sự luôn. Nhật Bản càng ngày càng biết chiều chuộng Việt Nam. Thì giới thiệu các bạn đây là mấy anh em từ thành phố lên miền quê thăm anh em chúng tôi. Đây là đội của hôm nay gọi là dòng đến nhà tôm. Quá là đông luôn. Cái hoa này nhá, tiếng Nhật ấy, thì đọc là Kokia nhưng mà viết sang tiếng chữ tiếng Anh kiểu là Kochia. Thầy hiểu cái đây là cái hoa các bạn nhìn này, cái hoa nó cứ tròn như này, nó bó lại thành cái nằm cái nào cái chổi đấy là ngày xưa thôi, bây giờ thì không rồi. Cứ đi vào trong đây thì có rất nhiều quán ăn vặt, rồi là cà phê cà pháo, quá đông luôn. Mình đang đứng ở cái khu vực mà có rất nhiều cái hàng quán. Đây là một cái hàng khoai lang nướng. Nhưng mà anh em tôi đang ăn cái bánh, đang mua cái bánh Dan Go. Đang xếp hàng để mua bánh Dan Go. Thanh niên Xuân Bắc đến từ Bắc Giang giới thiệu anh em ăn cái bánh Dan Go thì không biết có ngon không. Hello, xin chào tất cả các bạn. Bạn tôi nó mua bánh máy chưa xong rồi nhưng mà nhìn thấy mấy con chó này đẹp. Đỉnh luôn. Vị khác nhau hả? Vị khác nhau, tôi gọi mỗi vị hai cái. Đây anh em ạ, sắp đến đồi hoa thì các bạn có thể rất đông người. Tôi đang đi thằng bạn tôi nó cứ bắt tôi phải nói đi. Đây là cái cổng gần đến của đồi hoa thôi. Rồi nó hơi đông. Đây gần một tí các bạn đã nhìn thấy một đôi hoa đỏ chưa? Ôi. Ôi. Đỏ vãi. Tôi giới thiệu với các bạn một cái cây hoa. Bạn tôi nó vừa giới thiệu với tôi đây là hoa cây cô đơn các anh em ạ. Đây đây cây hoa cây cô đơn. Đây đây à? Đây à? À cây này. Đây là cây cô đơn à? À tôi tưởng hoa này hoa cô đơn. Không, hoa này là hoa cánh bướm. Hoa cánh bướm à? Đây hoa cánh bướm à? Tôi tưởng à thì ra nó cô đơn là bởi vì nó chỉ có một mình. Cây này là cây cô đơn. Nó tên là cô đơn bởi vì nó chỉ có một mình. Thank you.
mà đi lên trên rồi các bạn nhìn xuống luôn. Đây mới là một phần nhỏ nhỏ thôi. Đằng sau là một đồi nữa. Quá là đẹp luôn. Và đây cũng như là đặc trưng của tháng 11 này, ở tháng 10 này. Hôm nay rất là hạnh được tài trợ các bạn đón anh chị đến đây chơi. Sao lại tài trợ các bạn đón anh chị đến đây chơi? Tài trợ, tài trợ. Nhớ, tao nhớ nhầm. Tài trợ. Tao nhớ lại rồi. Tao vừa mới tài trợ xong rồi. Không ai nghe thấy rõ ràng. Tận cảnh cho các bạn xem cái hoa kokia này. Đây các bạn nhìn thấy nó tròn 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 như là một cái con nhím này. Ngày xưa thì người ta sẽ bó cái này lại để làm cái chổi. Người ta phơi khô xong bó lại làm chổi. Đây đây chỉ là một cây thôi đấy, nhưng mà khi mà nó nhiều cây quá ấy, nó thành một vườn. À đây là một cái cây nó đã bị chết rồi. Và sau khi mà người ta giống cái hình dạng như này là người ta phơi khô đấy, xong người ta bó lại để làm cái chổi. Trời. Xa xa ngoài kia là biển đấy anh em ơi. Đây là tầm bạn tôi Xuân Bắc anh em ạ. Xuân Bắc đến từ Bắc Giang. Đây các bạn hiện tại thì mình đứng ở trên cái đỉnh đồi của cái đồi quả đồi này. Ôi chó quá. Bạn đây cho tôi xin kính được không? Cho tôi kính tôi quay video kì. Ờ, chó quá. Hiện tại mình đang đứng ở trên cái đỉnh đồi của cái ngọn đồi này. Các bạn thấy là đằng sau là một dàn hoa chuyên chi. Đến trên đến đỉnh thì các bạn sẽ thấy rằng là đẹp tuyệt vời luôn. Dòng người đang đi lên rồi lại đi xuống rồi các bạn thấy không? Quá là đông luôn. Xuống chân đồi ở đây có một cái khu gần nhà vệ sinh thì các bạn có thấy rằng là đây là những cái cây hoa kokia nó khô và nó được bọc lại như thế này. Treo đây để làm chổi hay gì không biết. Đúng cái chổi không? Ngoài ra thì ở dưới chân còn có một cái cây hồng rất chín nhưng mà người Nhật người ta không ăn. Người ta không ăn những cái cây, những cái loại hoa quả mà nó trồng linh tinh như này, không có cái không có ai quản lý hay kiểm soát gì cả. Ở dưới cái chân của cái đồi hoa này các bạn. Đây là một cây hạt rẻ này. Hạt rẻ to luôn. Đây à, hạt rẻ to như thế này luôn. Mà người ta không ăn. Người ta còn ghi cái biển là không được lấy luôn. Ở bên này cũng một vài cây luôn. Thấy rất nhiều cây hạt rẻ. Đấy, nhưng mà người ta không ăn. Phí không? Ở Việt Nam mình cũng mà hết từ lâu rồi. Xin chào các bạn, bên cạnh cái vườn hoa kokia đỏ kia thì dưới đây là một vườn hoa tam giác mạch. Và ở đây mùi nó hơi thuốc thủ, không biết là mùi gì. Không biết là mùi phân hay mùi của hoa. Nhưng mà thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video tiếp theo. Đây là cái vườn hoa cuối cùng mình đây đúng vườn mùi hoa chứ không phải mùi phân đâu đấy vì mùi thấy thối đấy còn cho mũi xuống gửi đem chứ.